Bây giờ anh hỏi, anh cũng xin hỏi luôn, cái này nó hơi tế nhị chút xíu mà hôm nay tụi em có mang theo tiền không? Đó. Đó. Có. Ai mà phải trả cái bữa ăn này cũng... Cày đó, cày đó. Kiểu hôm nay đến đây được mở mang tầm mắt là có những cái loại tô mà có loại thức ăn nó nhiều như này ấy. Mình cứ nghĩ là mình ăn hết rồi đúng không? Yeah. Mà còn rất là nhiều thứ để ăn. Siêu to luôn à. Đây gửi món 699.000 mà nhưng bị to kiểu mà khó hiểu ấy à. Ừ. So với cái giá làm này. Làm sao mà cái giá. Từ 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 em. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi vợ tôi. Mắm này về chấm thật là đẫm. Ngon các bạn. Ngon các bạn. Đúng rồi. Đây là con hàu mà to nhất em từng ăn luôn ấy à. Ừ. Sơ điệp siêu ngon, để em ăn chứ. Ăn thử đi. Rất ngon luôn, rất là tươi. Ngọt liệm. Cái này là heo Iberico 36 năm, loại thượng hạng. Hồi nãy em lấy nhiêu vậy? Hồi nãy như cũng để 300 cái gì đó, cũng đúng luôn á. Em nhớ nữa. Uff. 225 Dạ. Có vẻ tâm đầu ý hợp quá ha, hội ý rồi dữ ha. Em không trúng cái nào hả? Ai mà phải trả cái bữa ăn này cũng cày đó, cày đó. Hả? Em không trúng cái nào hả? Không, tại vì là anh hay trả tiền, anh biết giá. Thế chứng tỏ là sau này mình phải trả tiền nhiều hơn để mình biết về cái giá chung của thị trường. Đón xem tập 7 Bữa Ngon Nhớ Đời phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 trên kênh HTV7.